Dạ, Nhung mến chào tất cả cô bác anh chị em gần xa. Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Hôm nay Nhung xin phép được chia sẻ cho cả nhà mình món ăn mới, đó là món thịt bò xào ớt chuông. Thì món này rất là đơn giản mà cũng rất là dễ làm. Hôm nay Nhung sẽ thay đổi khẩu vị gia đình bằng món này. Nếu mà cô bác anh chị em mà thích, quan tâm thì có thể cùng vào bếp thực hiện với Nhung nha. Trước hết thì Nhung sẽ giới thiệu sơ về các phần nguyên liệu hôm nay. Trước mặt cô bác anh chị đây là thịt bò. Thịt bò này Nhung mua ở chợ, người ta đã cắt khúc sẵn như thế này nè cô bác anh chị. Nếu mà cô bác anh chị mình thích ăn nhỏ thì có thể cắt nhỏ nhỏ lại ha. Mình cắt cục vuông vuông giống như mình xào lúc lắc cũng được, cũng rất là ngon ha. Thịt này nói chung là mềm lắm. Và đây là ba trái ớt chuông. Nhung cũng mua là cái loại này nó có ba màu sẵn luôn. Mình sử dụng thêm một củ hành nè cô bác anh chị. Tùy theo cô bác anh chị mình thích ăn hành thì cho vào ha. Ở đây Nhung có hành lá và ngò. Chút xíu mình sẽ cho vào sau để cho cái món xào mình thơm hơn. Về phần ớt chuông và củ hành á, sau khi vệ sinh sạch sẽ thì Nhung sẽ cắt khúc ra như thế này. Thì mình chẻ miếng vừa ăn thôi cô bác anh chị. Ớt chuông này với hành nó rất là nhanh chín, nên mình cắt cái miếng vừa ăn thôi, và chút xíu mình xào cũng rất là nhanh. Trước hết thì Nhung sẽ loại bỏ cái phần hột ớt bỏ đi. Thì cái hột ớt á, này nói chung ớt này không cay cô bác anh chị. Có cái mùi nồng lắm, nhưng mà cái hột ớt thì Nhung lúc nào cũng bỏ hột ớt á, tại vì hột ớt ăn không có tốt cho sức khỏe. Nhiều khi mình ăn á, cái hột ớt nó cứng á, nó dễ bị viêm ruột thừa lắm. Giờ mình cắt khúc nha, cắt vuông khúc cũng được, hoặc cắt cọng sợi, cắt xéo, tùy theo cô bác anh chị mình thích cắt như thế nào thì mình cắt thế đó ha. Ở đây Nhung cắt một ít xéo, một ít vuông, thì nói chung mình cắt kiểu này kiểu kia cho nhìn nó lạ lạ. Thì tiếp tục tương tự cho những cái hai trái còn lại á, trái ớt màu vàng và màu xanh còn lại thì mình cũng cắt tương tự. Và đây là ớt sau khi cắt xong như thế này nè cô bác anh chị ha. Rồi Nhung sẽ để riêng bên. Giờ tới Nhung cắt củ hành. Thì củ hành trắng á, thì theo cô bác anh chị mình cắt cọng dài cũng được, cắt miếng vuông vuông hoặc chẻ đôi cũng được ha. Thì giờ trước tiên Nhung sẽ chẻ đôi cái củ hành ra. Sau đó Nhung sẽ cắt sợi và cắt cọng ngang lại như thế này nè. Cái miếng nào lớn Nhung sẽ cắt làm hai như thế này ha. Sau đó Nhung cắt cọng dài lại. Nói chung mình cắt tùy thích thôi, mình cắt sao mình cảm thấy mình dễ ăn, dễ gấp thì được ha. Rồi bây giờ tới hành lá. Hành lá hôm nay anh Nhung sử dụng là hai cọng hành lá, Nhung cũng cắt khúc sẵn như thế này luôn. Và Nhung sẽ để riêng cái phần lá, phần hành lá này với phần ngò ha. Rồi cà phê riêng cái phần hành trắng luôn để chút xíu mình sẽ đi xào. Rồi bây giờ tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng nè cô bác anh chị. Ha. Thịt cũng đã cắt xong rồi, rửa sạch sẽ hết tất cả các thứ. Bây giờ Nhung sẽ đi ướp cái phần thịt trước để cho thịt thấm trước khi mình đem đi xào. Thịt sau khi cắt miếng vừa ăn như thế này thì Nhung đã cân là 700 g. Trước tiên Nhung sẽ ướp vào trong thịt là một muỗng canh đường cát. Tiếp tục là khoảng 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê hạt nêm. Ở đây là dầu mè nè cô bác anh chị. Nhung thích ăn dầu mè để cái mùi cái dầu mè rất là thơm. Nhung sẽ cho vào đây vài giọt ha, khoảng nửa muỗng cà phê. Nếu mà cô bác anh chị mình thích thì cho vào, còn không thích thì cũng không sao. Dầu mè sẽ làm cái mùi tăng mùi thơm thêm thôi. Ở đây là nước tương. Nước tương thì Nhung sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê nước tương. Nước tương thì hiệu nào cũng được hết cô bác anh chị. Thứ nhất là nước tương sẽ làm cho cái màu thịt mình đẹp hơn. Cái thứ hai nó cũng có cái độ mặn vừa phải, không có quá mặn. Rồi ở đây là dầu dầu hào. Dầu hào thì Nhung sẽ cho vào đây là hai muỗng cà phê. Tùy theo cô bác anh chị mình thích ăn dầu hào thì cho, còn không thì mình cho nước mắm cũng được ha. Nhưng mà ở đây Nhung cách là làm hôm nay Nhung không cho nước mắm. Nhung chỉ cho dầu hào thôi ha, dầu hào, nước tương, hạt nêm thôi. Dầu hào thì ở đây Nhung cho hai muỗng cà phê. Tùy theo cô bác anh chị mình, cũng tùy theo lượng thịt mình sẽ có các cách ướp khác nhau. Dầu hào này giống như Nhung mua cái loại này hơi mặn mặn á, là mặn hơn cái loại bình thường để dành Nhung chỉ nấu để xào, ướp thịt xào thôi. Mình trộn thịt lên cho thấm ha. Thì thịt mình ướp khoảng chừng 10 phút, 15 phút gì cũng được cô bác anh chị. Cho thấm trước khi mình đem đi xào thì thịt sẽ ngon hơn. Rồi thịt sau khi ướp thấm khoảng 30 phút nè cô bác anh chị, bây giờ Nhung sẽ đi xào. Ở đây Nhung sẽ cho vào trong cái chảo nóng khoảng một muỗng canh dầu. Sau đó Nhung sẽ cho vào đây khoảng hai muỗng cà phê cái tỏi băm đó cô bác anh chị. Nếu mà cô bác anh chị mình thích ăn hành tím băm thì mình có thể cho hành tím vào đây lúc này cũng được ha, thì cũng rất là thơm và rất là ngon. Bây giờ Nhung sẽ phi cái tỏi lên cho thơm, cho hơi vàng nghe cô bác anh chị. Sau đó Nhung sẽ cho thịt vào xào. Cô bác anh chị mình nhớ là đừng có cho tỏi quá cháy vàng, thì sau khi cháy vàng quá thì cái món xào của mình ra sẽ bị cái tỏi bị đen đi, và cái làm cho cái món xào của mình nó mất ngon và nó bị đắng nữa cô bác anh chị, cái màu không đẹp mà đắng nữa. Ở đây cái giai đoạn này mình xào lửa lớn nha cô bác anh chị,
Nhà Nhung bếp có 9 số thì Nhung sử dụng số 9 để Nhung xào cái thịt này luôn. Tại vì mình phải xào lửa lớn để cho thịt săn lại ha. Rồi xào, sau khi mình thấy xào thịt săn sơ sơ á, thì Nhung sẽ sử dụng cái nắp dung đó, Nhung đậy là để mình hầm cái thịt cho chín á cô bác anh chị. Mình đậy khoảng chừng 1-2 phút thôi, sau đó mình sẽ dở nắp ra, mình sẽ trộn thịt sơ lại. Cách này á, Nhung làm, Nhung xào thịt sơ cho chín sơ, sau đó Nhung sẽ xúc thịt ra ngoài riêng, rồi sau đó mình mới xào cái phần ớt chuông của mình chuẩn bị lúc nãy. Sau khi mà dở nắp dung ra thì cô bác anh chị mình thấy thịt hơi săn săn bên ngoài ha, nhưng ở bên trong những cái phần khuất bên trong vẫn còn đỏ là cô bác anh chị thấy không, có nghĩa là thịt chưa có chín ha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn sơ lên như thế này nữa đó cô bác anh chị. Mình biết cách xào thịt bò, nếu mình xào xào vừa chín là mình ăn ngon rồi. Bây giờ mình xào chín quá thì thịt nó sẽ bị cứng, bị dai, nó không ngon đâu. Thịt bò này Nhung xào săn săn sơ sơ như thế này nè, sau đó Nhung sẽ xúc ra, xúc ra cái dĩa riêng ha, cái tô riêng. Rồi cái Nhung sẽ cho cái phần ớt chuông lúc nãy mình chuẩn bị đó vào trong đây mình xào, thì cái nước này nè cô bác anh chị sẽ thấm gia vị của trong vào trong cái ớt chuông, mình sẽ làm cho cái ớt mình ngon hơn. Ở đây ớt với lại hành đó cô bác anh chị rất là nhanh chín ha, mình không cần phải xào riêng đâu, Nhung sẽ đổ chuông mình xào luôn. Mình xào cũng lửa lớn nhanh tay ha. Thì giai đoạn này cô bác anh chị nếu mình thích thì mình có thể nêm nếm gia vị thêm chút xíu để cho cái ớt chuông của mình với lại hành đậm đà hơn. Thì giờ Nhung sẽ trộn sơ lên như thế này ha. Rồi sau đó Nhung cũng sử dụng nắp dung, Nhung đậy hầm lại khoảng 1 phút ha. Là cái hành với cái ớt mình sẽ chín đều rồi, không cần phải nấu lâu. Cô bác anh chị mình nấu lâu thì cái này nó chín mà nó mềm, nó mất ngon. Hành với lại ớt mình ăn xào vừa chín tới là ăn sẽ mềm và rất là ngon. Chứ mình xào mềm quá ăn rất là dở, không có ngon đâu. Sau khi đậy nắp dung khoảng 1 phút, Nhung dở ra, Nhung trộn lên. Và lúc này Nhung sẽ nêm vào trong cái phần ớt chuông mình chút xíu gia vị để khi mình ăn á, tới cái phần ớt chuông với lại hành nè, mình cảm thấy nó gia vị nó thấm đều và đậm đà hơn. Ở đây Nhung không có cho nước, mà nước của bác anh chị thấy từ củ hành với lại từ ớt ra nè, có nước rồi ha. Rồi bây giờ Nhung sẽ nêm vào đây một chút xíu là đường của bác anh chị. Lúc nãy mà mặc dù mình đã nêm đường trong cái phần thịt rồi ha, nhưng mà ở đây Nhung sẽ nêm chút xíu vào trong cái phần ớt này, khoảng 1/3 muỗng canh. Tùy theo cô bác anh chị mình thích ăn ngọt ít hay nhiều, mình sẽ cho cái lượng đường khác nhau. Nhung người miền Tây nên Nhung thích ăn ngọt lắm. Ở người miền Tây hầu như nấu cái món gì cũng ngọt ngọt, mặn mặn hết, cũng nói chung là khẩu vị mỗi dùng của cô bác anh chị. Rồi Nhung sẽ tiếp tục cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Thì hạt nêm sẽ giúp cho cái rau cải của mình nó ngọt hơn. Ở đây hạt nêm Nhung sử dụng là hạt nêm thịt thăn xương ống của cô bác anh chị của Việt Nam á. Rồi tiếp tục Nhung cho vào đây là 1 muỗng cà phê dầu hào ha. Hôm nay tuyệt đối là Nhung không có cho muối, cũng không cho nước mắm vào cái phần xào này. Rồi giờ Nhung sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên cho thấm đều gia vị hết. Sau đó Nhung sẽ cho cái phần thịt lúc nãy mình xào mình xúc để riêng ở ngoài cô bác anh chị, mình sẽ cho ngược vào đây để cho cái nguyên liệu nó thấm đều hết ha. Lúc nãy mình xúc ra, bây giờ thịt ra nước rồi cô bác anh chị. Cái nước này sau khi mình đổ ngược lại trong cái ớt chuông của mình nó sẽ thấm đều rất là ngon. Lúc này mình sẽ xào và trộn sơ thôi nghe cô bác anh chị. Đó, trộn sơ như thế này xong là mình sẽ tắt lửa, mình sẽ xúc ra dĩa. Cô bác anh chị mình không nên xào lâu nghe, tại vì thịt mình đã chín rồi, lúc nãy chín rồi, còn ớt chuông mình xào cũng chín rồi. Bây giờ không xào quá lâu thì sẽ bị mềm ớt không ngon, còn thịt mình xào lâu nó cũng sẽ bị dai cô bác anh chị, không có mềm thịt ha. Với cách làm này thì Nhung thấy thịt rất là mềm, mặc dù thịt bò mình mua cái loại nào cũng rất là mềm, rất là ngon. Sau khi xào xong là Nhung sẽ xúc ra dĩa liền, tại vì trong cái chảo của Nhung nếu mà để trong đó thì cái lực trong cái hơi nóng của cái chảo sẽ làm cho cái ớt chuông mình mau chín nhiều hơn, sẽ mềm mà không ngon, nên Nhung xúc ra dĩa. Cái món thịt bò xào này mình xào mình ăn liền, ăn nóng nó sẽ rất là ngon cô bác anh chị. Cô bác anh chị mình cũng thông cảm, mà tại vì nhà Nhung cái máy hít đang chạy á, ở ngoài trời rất là lạnh, ở trong nhà có cái máy sưởi này chạy nên hơi bị ồn, thì cô bác anh chị mình thông cảm nha. Chạy chút xíu là tắt hà, tại vì giống như là máy lạnh đó cô bác anh chị, chạy đến khi cái đúng cái nhiệt độ mình đã cài đặt rồi sẽ tự tắt, rồi sau đó khi mà nhiệt độ hạ thấp xuống thì nó sẽ chạy lên trở lại, nên là sẽ nó ồn, cô bác anh chị mình thông cảm. Rồi bây giờ Nhung sẽ xúc hết ra dĩa, Nhung sẽ cho một ít hành ngò lên trên và ít tiêu để mình trang trí cho thơm, thứ nhất là bắt mắt, thứ hai là cho cái tăng thêm cái khẩu vị của cái món ăn này. Thì với cách làm này thì Nhung hy vọng là cô bác anh chị mình đều thích nha. Tại cái món này Nhung nghĩ là Nhung thấy Nhung làm, Nhung thấy nó ngon lắm. Cái thịt thì mềm, rất là vừa ăn, không bị cứng, không bị khô. Còn ớt chuông thì là vừa chín tới mình ăn rất là ngon.
Ớt chuông mà cô bác anh chị mình xào mềm quá ăn cũng dở lắm, không có ngon đâu. Mình xào vừa chín là sẽ ngon ha. Thì đây là những cái gì mà Nhung hiểu biết, Nhung đều chia sẻ ở đây. Nếu mà cô bác anh chị mình thấy video này hay, hữu ích thì vui lòng bấm like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ Nhung nha. Nhung xin cảm ơn rất là nhiều. Nếu mà cô bác anh chị mình có thắc mắc gì về nguyên liệu cũng như cách làm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới video này, hoặc cũng có thể nhắn tin, email, Facebook cho Nhung. Nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của Nhung. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí thêm ít hành ngò lên trên và rắc xíu tiêu nữa là mình có thể thưởng thức được rồi đó cô bác anh chị. Để Nhung quay gần cho cô bác anh chị mình xem ha. Cái thịt bò rất là mềm nè. Mình thấy nó ướt, nó mềm luôn lắm cô bác anh chị. Với món thịt bò này cô bác anh chị mình cũng có thể xào cái cách này tương tự mình xào chua ngọt cũng rất là ngon ha. Chua ngọt thì mình cũng có thể xào khóm, xào thơm nè, xào cà chua và xào củ hành nè. Nó miếng thịt rất là ướt và rất là mềm mà chín rồi nha cô bác anh chị, chứ không phải còn sống nha. Có nghĩa là vừa chín ăn rất là ngon. Thì cái món này mình có thể ăn kèm cùng với lại nước mắm chua ngọt, hoặc là cũng có thể ăn cùng muối tiêu chanh cũng rất là ngon và hấp dẫn. Thì Nhung xin mời cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Dạ qua đây thì Nhung cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả cô bác anh chị em gần xa đã yêu thương, ủng hộ và đăng ký kênh cho Nhung trong suốt thời gian qua. Nhung hy vọng rằng sang năm mới này sẽ được cô bác anh chị em mình yêu thương và ủng hộ nhiều hơn nữa. Thì đến đây thời lượng video cũng đã dài rồi, Nhung xin kết thúc video tại đây. Nhung xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô bác anh chị em mình ở những video tiếp theo.